Superstar Orient không ngừng phát triển nên thì đi cái show New York Show ở 2014. Khi mà mình nhìn thấy nó đẹp, đẹp đẹp quá, bắt đầu mình mới collect ra 128 màu. Khi 128 màu nó không ao ra, mình bán rất là nhiều. Và mình ra thêm một cái collection là 128 màu với phong cách trẻ chung, cũng có mà người fancy, classy cũng có, mà với middle class cũng có, nghĩa là cái fashion show ở bên New York mình học hỏi rất nhiều ở bên người châu Âu, là bởi vì người ta làm những cái màu nude thực sự là khác lạ so với người Asian của mình. Looking like all màu đỏ đậm, tím bầm, đỏ tươi, nói chung là đại loại là màu đậm. Nhưng mà cái người châu Âu á, là người ta làm những cái màu lợt, nhẹ nhàng và nhìn hợp cái màu da của họ. Thì khi mà như vậy thì Danny cảm thấy nó thật là tuyệt vời khi mà mình làm ra được những sản phẩm này. Và cuối cùng mình đã đạt được thành ý nguyện của mình là mình ra một cái collection matching 2-in-1 128 màu, cũng tên là Superstar luôn, nhưng mà màu nó khác nhau. Màu này để dành cho những như là người mà middle class, khoảng cỡ những người giống như là ở trong cái giới sang trọng vậy đó. Thì hiện bây giờ mình introduce cái màu này ra ngoài public, thì mình tới cho khách hàng coi những cái sản phẩm của mình. Thì đây là mình mượn tay các bạn đồng nghiệp để mình sơn những cái màu nút ra cho quý vị coi nha. Thì đặc biệt cái màu của Superstar sơn lên đó là nó rất bám trên tay khách, và cộng lại là nó ít bao giờ nó bị chảy. Đó, nó compound ra gồm có 128 màu, 128 màu matching 2-in-1 vừa treo và những sơn luôn nhé. Thì cái này cái giá cả rất là cực kỳ rẻ. Nếu mà các bạn mua một chai là 5.99 đồng, và nếu mà bạn mua một set thì có 5 đồng thôi, in USA. Ok, rồi bây giờ mình lấy cái thứ hai. Đó. Thì khi mà đi ra rồi á, là những cái màu nút của mình nó nát trồi như vậy nè. See? Thì trong vòng 2 nước thôi là cái màu nó ra nát trồi như vậy nè. Nó bóng, tròn mà nó không có bị rút lại nữa. Và đặc biệt màu của Superstar là không bao giờ bị nhúc, không bao giờ bị nhăn, mà nó không bao giờ mà nó chỗ này đậm, chỗ này gọn. Thí dụ như mà cái gì mà sơn lên á, ví dụ như khi mà mình làm á, mình cũng lấy là mình lắp lên, khi mà mình lắp lên mà mình sơn có bị chỗ lợt chỗ đậm á, là do cái pigment mình ở dưới nó nặng quá là nó không có hòa với nhau. Thì cái biện pháp tối ưu của mình làm để có cái màu ấy á, là mình lấy tăm á, mình ngoại vô nghĩa là sông tham thôi, nó không phải là chai nào cũng bị, lâu của chai nó bị là mình phải làm như vậy, là cái màu nó lên nó sẽ hòa nhập với nhau, nó sẽ đẹp giống như vậy. Thì khi mà mình đang nói về mình đang sơn keo xong rồi, bắt đầu mình nói về cái vấn đề match. Mà màu nude á, thực sự ra những cái màu này á, là những cái màu mà nó khó match cực kỳ luôn. Thì cũng giống như hồi nãy cái video mà cái màu 216 màu mà mình nói á, là nếu mà quý vị mà muốn match á, mà là phải hai người, một người sơn mà một người kia phải coi là giống như là nó đi tới đâu, nó đi tới đâu rồi, cái độ của nó cần phải đậm hay là cái độ của nó cần phải phải lợt hơn để cho nó mát màu với nhau. Mà nếu mà mấy vị mà sơn á, mà không có để ý á, giống như là không có để ý một người bạn đồng nghiệp mà sơn bằng tay, các bạn cứ đè ra mà sơn mà không để ý á, là nó sẽ không bao giờ nó mát với nhau. Là bởi vì một người thở á, là cái sức nặng của cái cọ và cái sức lấy cái này, có nhiều người sơn mỏng, có nhiều người sơn dày. Thì khi mà
người thợ đầu tiên người xã Sơn Treo mà nó lỡ dày tay là mình phải coi cái người bạn đồng nghiệp nó sơn làm sao, mình phải sơn dày tay, rồi người ta sơn mỏng tay thì mình phải sơn mỏng tay, chứ mình không thể nào mà sơn dày tay khi mà một cái người thợ ở dưới mà người ta sơn mỏng tay được hết, thì nghĩa là nó phải đi đôi với nhau thì nó mới đi ra, nó form out ra là nó mới matching được. Thì có nhiều người khách nói là ô anh nói như vậy mà nó không có matching với nhau, thì mình cũng đã được giải thích rất là nhiều lần về vấn đề là các bạn sơn và bạn không ngói với nhau để cho nó đều, chứ còn mà nếu mà không ngói với nhau là nó đều cho cỡ nào cỡ nó cũng không có đều với nhau đâu. Đó, thấy không, nó mát với nhau không. Để làm màu mát chứ công ty của mình thực sự ra mình làm rất là cực, những cái màu này làm để mát với nhau giữa phân tử treo với lại nước sơn nó làm rất là cực. Để làm một màu mát ra nhiều hãng người ta không có làm được, và có thể những hãng có thể là người ta thẹn khoảng cỡ mấy tháng trời họ mới làm mát ra, mà mình làm mát ra rất là chính xác, độ chính xác nó cao. Nhưng mà ví dụ như cái gì mà đòi hỏi mà nó mát hơn thế nữa là mình cũng vẫn nói thật rằng là mình try the best chứ không có thể nào mà nó hoàn hảo được. Thì cảm ơn quý vị đã ủng hộ Superstyle trong những năm qua, và đây này cũng introduce là 128 màu này tới khách hàng đã ủng hộ mình nhiều năm. Và hiện bây giờ cái technology mới mình đã sửa lại hết tất cả những gì nó đã hoàn chỉnh rồi. Và đặc biệt Superstar nó có một cái ưu điểm rằng là quý vị mà bên hãng mà make any mistake giống như là sai màu hay là gì, bên đây sẽ gửi lại cái mới cho quý vị, bảo hành cho quý vị rất là chính xác. Bởi vì mỗi một màu mà bên đây mà làm ra sai, bên đây chỉ chỉnh sửa trong vòng 5 phút thôi. Bởi vì bên đây là cái hãng làm ra Made in USA chứ không có mua đi bán lại. Thank you quý vị watching video. Thank you.